chị nha. Lâu quá không có like gặp anh chị. Thì Duyên thấy cái sự kiện cái bên ở dưới tỉnh Bến Tre có bắt được một đối tượng mà trang trí cái cửa hàng đặc sản ở Bến Tre là kẹo dừa bằng cái dễ dàng 3 sọc. Thì đây Duyên đưa lên cho anh chị cùng xem. Đó. Đây, chắc anh chị thấy không? Để Duyên bắt camera sau. Thì chắc cái chị đèn nó chá. Đó anh chị, thì Duyên nói đây nè, cái bọn 3 sọc. Đó. Cái người đàn ông trong cái cờ lệ cái hình này nè anh chị, là một người đàn ông trang trí cái hình mà bên ở một quán bán kẹo dừa ở tỉnh Bến Tre. Không nghĩ quê hương đồng khởi lại xảy ra hiện tượng này, có lẽ chủ quán muốn khỏi ăn Tết rồi. Ấy 79H quốc lộ 60 khu phố 1 Phú Tân thành phố Bến Tre. Đấy anh chị, thì cái người chủ quán này, nhưng nói thật với anh chị. Dạ, nhưng chào anh Cầm. Thì nhưng nói với anh chị, cái người chủ quán ở trong cái hình mà trang trí cái hình mà cửa hàng đặc sản này á, không phải anh ta là không biết cái vẽ cái cờ vàng 3 sọc này là của bọn chế độ Ngụy, cái chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Cái lá cờ vàng này á, là lá cờ của bọn Việt Nam Cộng Hòa làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Cái người chủ quán, cái người chủ cửa hàng này biết, nhưng mà anh ta cố tình không biết, nói đây lấy đây là để làm trang trí quán cho đẹp. Nhưng mà thật sự anh này là một người biết mở cửa hàng, biết trang trí được cái bảng hiệu, thì anh ta sẽ biết cái nguồn gốc cái cờ vàng này nó nằm ở đâu. Ở đây không phải là anh ta vô tình, cái chủ mà cửa hàng đặc sản Bến Tre này mà trang trí cái lá cờ vàng 3 sọc này á, không phải anh ta không biết, mà không biết cái nguồn gốc cái lá cờ vàng này nó nằm ở đâu. Cái đây là một cái lá cờ vàng là làm tay sai cho đế quốc Mỹ mà giặc Pháp giặc Mỹ, nhưng mà anh ta biết, anh ta còn cố tình để mà làm để mà trang trí lên cái bảng hiệu của anh ta. Có phải anh ta coi thường người dân ở trong nước của chúng ta và coi thường những người dân ở tỉnh Bến Tre không anh chị? Cái tên mà mở cửa hàng đặc sản ở tỉnh Bến Tre này, anh ta cũng hơi to gan rồi đó. Anh chị nghĩ đi, ở tỉnh Bến Tre là ngày xưa là ông bà mình còn thường cái câu mà để lại đó anh chị. Đội quân tóc dài anh chị, đó, đội quân tóc dài phụ nữ giặt đến nhà, đàn bà còn cái lê quần là cũng phải đánh. Nhưng mà cái người ở trong cái hình này, ở trong cái bảng hiệu mà chụp hình này mà đăng lên như vậy, thì anh chị nghĩ đi, có phải anh ta đang thách đấu những người với những đội quân tóc dài của ở tỉnh Bến Tre không anh chị? Đụng tới đâu không biết, bất cứ ở trong nước mà của chúng ta, không riêng gì là tỉnh Bến Tre. À, quê hương đồng khởi là ở tỉnh Bến Tre, mà còn ở đây gọi là đội quân tóc dài, là những người phụ nữ kiên cường đó, những người kiên cường bất khuất, những người phụ nữ gan dạ đó, giặt đến nhà đàn bà cũng đánh, còn cả cái lây quần cũng phải đánh giặt đó anh chị. Nhưng mà cái tên này mà dám ngang nhiên, mà dám làm cái bảng hiệu ngay ở tỉnh Bến Tre, là cái tên này nó cũng gan trời rồi đó anh chị. Cho nên khi mà phát hiện lực lượng công an an ninh vào cuộc thì bắt cái người trong cái chủ quán, cái người mà làm cửa hàng đặc sản Bến Tre này á, thì bắt anh ta tháo xuống hết đó. Chứ không là dân là cái những đội quân tóc dài của người phụ nữ Bến Tre thôi, đừng tới Nam, là quánh cho anh ta tan tác luôn, quánh cái mặt anh ta không còn nước gì luôn. Cái này hơn là công an an ninh phát hiện trước mới vào cuộc, mới kêu anh ta lột hết tất cả những gì anh ta đang trang trí cho cái tiệm của anh ta đó anh chị. Cho nên nó Nhiên mong sao anh chị thấy được cái qua những cái clip của Nhiên, tất cả cô bác anh chị em trong nước, tất cả cô bác anh chị em trong nước phải biết rõ cái nguồn gốc cái lá cờ vàng ba sọc này là lá cờ phản quốc, lá cờ tay sai đó anh chị. Nghĩ đi, bây giờ đang hải ngoại anh chị cứ bấm lên trên YouTube thì bấm là gì, cái cờ vàng ba sọc. Thì hiện nay bây giờ cái lá cờ vàng ba sọc ở trên đất nước Mỹ á, hồi đó là lá cờ vàng ba sọc này làm tay sai cho thằng Mỹ, nhưng mà rồi thằng Mỹ nó đi qua bển, nó cũng đi theo thằng Mỹ là bố Mỹ nó qua bển, nhưng mà thằng Mỹ nó nói nó bỏ rơi năm 1974 rồi, bỏ rơi cái chế độ ngụy Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 rồi. Nó nói là tụi bay, tao dựng lên cho bay là một cái chế độ bù nhìn, một cái lá cờ vàng ba sọc này là bay là bù nhìn à, bay làm tay sai cho tao để chi tao mướn tụi bay đó. Mỹ mà thời mình không muốn nhắc lại quá khứ, nhưng mà cái bọn Mỹ nó vô nó xâm chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta thì nó mướn những cái thành phần mà ham tiền để làm chi, để làm tay sai cho nó, để làm chi, để giết hại đồng bào nhân dân ta, mới tạo ra một cái cờ vàng này cho bọn chúng đó. Thì bố Mỹ nói là chính chúng mày là người Việt Nam mà chúng mày ham tiền của tao, chúng mày lấy tiền của tao để giết hại đồng bào của đồng bào chính là cùng một màu da của chúng mày. Cho nên bố Mỹ của những cái bọn mà cờ vàng ba sọc này mới bỏ rơi chúng năm 1974. Thì khi mà bố Mỹ của chúng bỏ rơi chúng rồi thì sau 1974 đến 1975 thì bị ông bà chúng ta quánh cái bọn tay sai này á cho tan tác. Thì chúng nó là sao, đu lên máy bay, đu càng lên máy bay rồi cởi quần cởi áo bay lội ra biển. Phải đi sao, phải nắm cái lưng quần, nắm cái lai quần của bố Mỹ của chúng nó để chúng nó sống tới ngày hôm nay. Và chúng nó tưởng sao nó qua tới đất nước Mỹ để nó sống tạm bợ bằng một cái miếng gác ở xã hội, bằng một con chó mà gọi là con chó ăn dụng bột của cô bác anh chị. Thì qua bển bố Mỹ coi ơi mày cũng như là con chó giữ nhà cho tao thôi. Nhưng mà chúng nó không biết xấu hổ nhục nhã, mà chúng nó lúc nào cũng cầm cái cờ vàng, cũng cầm cái cờ vàng lên lại xong ơi bố Mỹ tao, đất nước Mỹ đất nước Mỹ lúc nào cũng hả là văn minh, đất nước Mỹ lúc nào lịch sử, đất nước Mỹ lúc nào cũng cho cái bọn cờ vàng chúng tao hả hạnh phúc này kia. Rồi anh chị thấy hiện nay bây giờ ông Trump với ông Biden gì đó, hai ông đang đấu với nhau về cái chức tổng thống đó anh chị thấy không, cái cuộc ấu đả, cái cuộc khủng bố đi chung với nhau. Thì sao cái bọn cờ vàng này nó lợi dụng đó, nó lấy cái cờ vàng này nó lợi chi, nó đem lên tòa Bạch Ốc để chi, nó cắm lên đó. Rồi sao rốt cuộc nó là những cái tên khủng bố. FBI vừa bắt được một thằng tên khủng bố của bọn cờ vàng này, và sau này không biết là tên nào bắt tiếp tục. Cho nên nó Nhiên mong sao tất cả cô bác anh chị em trong nước, những người mà ở mình nói là không nói ở thành phố đó, hay là thị trấn hay là thành phố hay thị xã, mình nói đây là cho những người vùng sâu vùng xa vùng quê để hiểu biết cái bọn cờ vàng này là cái bọn tay sai của đế quốc Mỹ giặc Pháp trước năm 1975 1974. Sau này nó là gì, nó là phản quốc, trong nước chúng ta gọi là phản động. Mong sao cô bác anh chị phải nhìn rõ, phải tránh xa và phát hiện cái lá cờ vàng này bất cứ nơi đâu, bất cứ nhà ai, từ ngõ hẻm, từ ngóc ngách nào. Thì cô bác anh chị em đến cơ quan nhà nước, cơ quan an ninh nhà nước ở địa phương của chúng ta lại báo liền cho chính quyền địa phương và nói rằng tôi thấy tên nhà ông B, ông C đó đang treo lá cờ vàng và đang làm cái gì đó. Thì tôi mong sao tất cả cô bác ở trong nước chúng ta muốn giữ đất nước chúng ta bình yên để phát triển đất nước, thì chúng ta là mỗi một người dân là tai mắt của an ninh, là giữ để chi, để giữ vững cái nền độc lập tự do của ông bà ta gìn giữ. Thì phải phát hiện bọn giặc ngoại bang thì chúng ta phải tố giác nó để cho đảng, nhà nước và chính quyền địa phương cùng để mà bắt tay vào cuộc để mà trừ khử đi cái bọn giặc ngoại bang này đó. Cái bọn giặc ngoại bang hiện nay giờ đang xâm nhập vào đất nước của chúng ta là cái bọn giặc cỏ, cái bọn tay sai này anh chị đó. Nhưng hôm nay cũng nói với cô bác anh chị, và mong sao cô bác anh chị em thấy cái bọn bất cứ nơi đâu, mà thấy những cái hình ảnh, nhà hình ảnh cái cờ vàng ba sọc này thì cô bác anh chị phải báo cho cơ quan công an ở địa phương, phường, xã, hay là hoặc ở địa phương mình là tổ hoặc ấp, tổ ấp, phường, xã thì anh chị báo liền ngay lập tức. Tôi ở thấy tên A, tên B, tên C ở góc độ đó nó đang treo cái cờ vàng, cái cờ phản quốc đó, thì để làm chi, để cho công an địa phương để mà vào cuộc bắt những cái thành phần đó không còn chống phá nhà nước ta. Đó là Nhiên mong sao là đây là góc cảnh giác để cho một số bà con chưa hiểu lá cờ vàng ba sọc này. Đó, Nhiên nhắc lại, đây là lá cờ vàng ba sọc của bọn giặc ngoại xâm, giặc Pháp, giặc Mỹ để đem về để là mướn cái bọn, những cái bọn mà ham tiền, mướn cái bọn mà chế độ cũ ham tiền để cầm súng giết hại đồng bào ta trước năm 1974. Cho nên á, Nhiên mong sao tất cả cô bác anh chị em ở những, mình không nói là ở thành phố thành thị, nhưng mà mình nói về nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa thì phát hiện được cái lá cờ vàng này thì báo cho ở địa phương mình, ở nơi gần nhất để cho công an vào cuộc bắt chúng, để trị tội chúng trước pháp luật nha anh chị. Đó, Nhiên cũng like ngắn thôi anh chị. Chúc cô bác anh chị nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chào anh chị.